coi chú Năm đủ giớn. Chạy em chú Năm. Như vậy. Không ơi, ngày biến luôn quá. Sao mà nuôi cho ăn thức ăn nó chút béo chứ không? Chết hả? Chết rồi. Bữa đó nó ăn sao nó phình bụng luôn. Toàn có ăn vui. Toàn cái đứt không thầy không thầy. Gì đó hả? Tào lao toàn rác hai lát nào thầy luôn. À bây giờ tôi gãi tôi cho ăn. Tào lao cho ăn nhiều, chết chắc rồi. Nó ăn xong nó lật bụng luôn. Tào lao còn có nhiều đó vui không? Gì hả? Cá nào chết, tào lao. Thôi, như phần nó bị hắt nước vui. Hắt nước gì mà tôi ăn, đủ nhiều chết. Thôi giờ làm biến chứ mà bà, bèo phải bèo mà còn nuôi được không thôi coi chơi thằng ơi thức đêm thức hôm đấu giới được có nhiêu thôi chứ đâu trời cái lẩu khiến này hai bữa ba bữa đó ông lặn nuôi mày ấy đi chứ thức khuya hôm này để kiếm gì ta làm ăn. Tôi giỡn gì đâu mà. Trong bài bao nhiêu á? Ba bữa được hai cá lô kiến với mấy cá này trời. Bữa hôm thấy cũng đỡ. Gì? Đi hợp hả? Chết ơi coi. Đường gắn gì đâu mất tiêu hết trơn, hôm ba ba. Trời ơi. Cái nhảy tùm lum thôi chứ. Cái bay trầu có lưng hay ăn cái bay trầu nhảy nó trời. Quay đi lên mạng luôn mộng. Quay đang lên mạng chứ. Quay nhớ chạy vô mạng. Phải chớ. Chứ cứ phê lắm. Cái bóng nè, ú quá sức không? Ú, cái bóng ú quá, quá trời thấy thương nha. Mạng có nhiều đá, không nổi không? Mùa dịch Covid. Covid hết rồi. Ăn cá đẹp nè. Ngồi đi, cái đáp đó. Thôi ơi, nuôi chú béo chẳng vui. Con đậu màu trăng ngập mặt, ngập gì chứ không chết thì được. Tính còn hai ba con tính bắt thả sống hết trơn. Nó kia ù có lóc nữa. Người khó sống lắm. Này đổ cái luôn hả chú Năm? Có lương gắn gì không? Ủa lâu lâu gặp cá là gặp mấy cái linh này lợi phái quá ta. Cái linh đứng nước chết. Mà cá phái. Trời trời thức phiền mà thức hôm 2 3 đêm mà đổ như thế này. Cháu không có húp. Mày có đi cướp nhà băng sống sợ. Bạc ngang không chạy. Gì? Bạc ngang nó không chạy. Xong lúc dớn chân chết. Xong cái cơ lên là chạy. Biết. Cái sòng biến cơ đi. Mày biết cái mẹ. Mấy con cuồng còng này nè. Mấy con cuồng còng đâu lớn hả ta? Bỏ biết nhiều tôi bỏ nhiều lắm ông thầy không bỏ bớt rồi đó chéo ra không chơi ra chơi nữa đâu này nó đổ tại tại cái gì bự gì ta nuôi đi nuôi nuôi ôi nuôi chết béo giờ nuôi nuôi đâu rồi này lỗ luôn chú Năm này từ phía thứ hai lỗ đâu có lóc đẹp ha. Mưa trời. Mưa nó cắt luôn. Mày không chạy mưa tới. Cua nó, cua nó khổ gì khổ dữ không biết. Khổ tôi tặng mạng luôn. Cá thiểu nè. Rồi hết sức lâu mới gặp cá thiểu nè. Cá thiểu nè.
Cuốm nè ta, cuốm nè. Cua này sữa không? Kim lưu thả chỗ nào? Kim luôn mày, ông trả cũng thanh luôn. Ông trả tôi mua đâu có 100.000 tiền lương con sao mấy ngàn hả? bữa bắt khô vài con vậy con. Sao nó chích béo chứ kỹ ta. Nhưng phản ông lấy nước rồi, nó đâu có sống nước. Ông phải để đắt này nọ rồi cho nó ở. Mới sống. Ma đâu giờ này đâu nổi luôn. Bà ba thả hay chứ nào. Thôi bà bắt nuôi ba, nuôi ba dễ sống. Tôi bán rồi nuôi. Nó có ba bán nha. Bán ra ngoài xong gái quá. Okay. Từ đỡ mấy cái này xem phóng xanh ha. Có nhiều cá đó. 50 thùng nhiều nuôi đi câu cộng của gì đó. Thôi rồi, đi không xanh đi quay, đi không xanh đi quay. Đem mâm thả cho. Tôi nuôi được, nó đẩy lưu được, mà vài bữa chích queo thấy công. Chạy tới thui. Chạy tới thui kìa ta ơi. Dạ. Đem xong thả luôn. Rồi đổ thả luôn cho nó về sông, về biển của nó đi. Chạy ta, người ta lội, ta lội giữa sông không lội, lội cặp cặp mé cho vô vớn, gắn chịu. Để đâu không? Quay lâu quá lâu.